Dạ vâng, xin mến chào tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Trên màn hình của quý vị và các bác đây là đôi JBL G2000 bản Limited các bác nhé, bản Limited. Và đôi này thì cũng không phải là bên em mới về được à, mà là đôi này là về từ lô trước rồi các bác nhé. Về từ lô trước rồi nhưng mà là nó về cùng với lại những đôi loa full đấy, cho nên là khi mà bên em xếp vào trong kho thì nó bị cũng bị che lấp mất đấy, cũng bị che lấp mất. Và nó bị đôi này thì nó gần như kiểu là suýt nữa thì lại bị lãng quên mất đấy. Và hôm nay thì em lôi ra cùng với lại quý vị và các bác. Rõ ràng là em thấy là em đếm là bị thiếu mất một cặp, nhưng mà là không biết là nó ở đâu. Thế là lại bảo cái cậu trong kho kiểm tra lại trong kho thì là còn sót lại đôi này à, giá là 6 triệu các bác nhá à, giá Covid luôn. Giá 6 triệu. Đây quý vị và các bác có thể nhìn thấy số series nó đây này. Càng mài nó càng bóng các bác ạ. Đấy, càng mài càng bóng luôn. Màu bãi trầu vân gỗ các bác nhé. Bãi trầu vân gỗ rất là chất luôn. Một bát 28, một chung 16, hai chép giấy và một chép còi. Rất là nổi bật, đúng không các bạn? Rất là nổi bật. Và với dòng loa này thì nó sẽ phục vụ tất cả những cái mục đích sử dụng âm nhạc, những cái nhu cầu sử dụng âm nhạc của chúng ta. Và quan trọng hơn đó, là đôi loa này thì chúng ta cũng có thể trưng bày này, chúng ta còn có thể trưng bày này. Đấy. Hát karaoke, nhạc trẻ, nhạc remix, rồi là những bài nhạc bolero thì siêu ngọt ngào luôn. Với đôi loa này thì nó được thiết kế dạng sóng âm các bác nhá. Đấy, vị trí của những bát loa chung và chép, các kỹ sư người ta đã thiết kế và người ta các nhà liên kết với các nhà khí động học, người ta đã cho ra được cái chất âm gọi là sóng âm thanh các bác nhá. Và khi mà chúng ta đứng ở đâu đi chăng nữa trong văn phòng, trong căn phòng của chúng ta, đứng ở bên trái, đứng ở bên phải hoặc là đứng ở bên giữa đây, thì chất âm nó không hề thay đổi các bạn nhé. Chất âm nó không hề thay đổi, nó vẫn đầy âm và nghe tiếng nó vẫn cực kỳ là hay luôn. Đấy. Đây bây giờ em sẽ mở lên chút xíu các bác cùng nghe nhé. Dòng này thì chung của nó là, âm chung của nó là mút xốp này. Chung này là chung còn nguyên zin luôn các bác nhé. Đấy, màng chung này là còn nguyên zin luôn các bác nhé. Bát, chép nguyên zin hết luôn các bác nhé. Tất tần tật mọi thứ nguyên zin hết. Đây là hàng bãi nha các bác nhé. Đây là hàng bãi ạ. Giá chỉ có 6 triệu thôi. Đấy, quý vị và các bác có thể nghe thấy là em đứng ở phía trước hoặc là phía sau này hoặc là bên này, chất âm của nó không hề thay đổi các bạn nhé. Đấy. Rất là đầy âm và nó được thiết kế đường âm thanh theo kiểu dạng sóng âm các bạn nhé. Hai loa này các bác đấu nó cùng pha với nhau nhé. Khi hai loa này nó chạy cùng pha với nhau thì thôi tuyệt vời luôn. Giá 6 triệu đồng, những dòng loa giá 6 triệu đồng không có đối thủ các bác nhé. Em đã có những cái video và những cái review rất là kỹ ở trên kênh YouTube Cốc Cốc Audio chúng em rồi.
Và bác nào mà chưa xem kỹ lại video đó thì quý vị và các bác có thể xem kỹ lại cái video mà em test karaoke, rồi là em test chất âm, tức là cái lời của ca sĩ đó. Bởi vì đôi loa này nói chung 16 cơ. Lời của ca sĩ rất là sáng và cực kỳ là hay. Đấy. Em đã có đầy đủ những cái bản test, những cái bản test karaoke, những bản test nhạc, nhạc mà lời của ca sĩ đó. Đấy, em đã có đầy đủ những cái bản test rồi nhé. Ở trong video này của ngày hôm nay thì em chủ yếu em làm video lên. Em thông báo đến quý vị và các bác là hiện tại là bên em là vẫn còn một cặp nha các bác nhé. Và không biết là khi nào những đôi loa này nó mới về được thêm các bác nhá. Bởi vì bây giờ dịch bệnh cũng đang rất là phức tạp, cho nên là rất là khó về được những cái dòng loa này các bác nhá. Mọi chi tiết xin quý vị và các bác liên hệ một trong hai số điện thoại đang hiển thị trên tấm biển, hoặc các bác để lại số điện thoại, bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác nhé. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.